Rồi, xin chào tất cả anh em. Rồi, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với Bảo Xe Tờ Thi. Rồi, tiếp tục giao lưu anh em một số cây dòng khai thác nha. Rồi, trước mắt của anh em là một cây Hải Châu anh em. Một cây Hải Châu, một dòng cây quen thuộc rồi anh em ơi. Quen thuộc rồi. Một cây cây dáng trực lắc rất đẹp, cây thành phẩm rồi. Kính mời anh em xem tổng thể cây nha. Cây này Bảo Xe Tờ Thi siêu tầm về. Cây chỉ cần dài lắm. Dài lắm. Một xíu nữa sẽ quay kỹ cho anh em xem. Cây này có bộ đế đẹp lắm. Bộ đế nó trải đều. Các rễ nó trải đều tứ diện luôn. Một cây dáng lắc lượng đẹp lắm anh em. Rồi, đo thông số cho anh em tham khảo nha. Cây này cái hoành bệ này. Hoành bệ ok lắm. Hoành bệ 32 này, hoành thân tại vị trí này là hoành thân được 17 nha, 17. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu là 45 và phụ tán của đây phụ tán là 50 nha. Chậu này là chậu chữ nhật này, kích thước là 24 này, dài là 33 và chiều cao chậu là 12,5 nha. Cây này có bộ đế đẹp của em, của em xem bộ đế coi nè, bộ đế ok lắm. Đế trải đều, những dòng cây khai thác người ta sưu tầm được những cái bộ đế này cũng gọi là đẹp rồi nha quý anh em ơi. Đế là tự nhiên nha, tự nhiên ban tặng chứ không phải người ta ship đế đâu. Dòng cây khai thác người ta có được những cái bộ đế như này cũng gọi là đẹp rồi. Chỉ cần già lắm. Chỉ cần già lắm của đây, không còn kém nữa nha, một cây thành phẩm rồi. Cây của thầy sưu tầm về, cũng vừa sưu tầm về thôi. Quay giao lưu của anh em. Chỉ cần dài lắm, của anh em xem kỹ nhé, xem kỹ một xíu nè. Những cái ngọn này nó to gần bằng ngón cái rồi anh em ơi, của anh em so sánh nè, bự lắm. Đấy. Rồi cái này giao lưu của anh em giá 3,8 triệu của anh em ơi, 3,8 triệu bao ship, 3,8 triệu trong cây bao ship cả cây cả chậu nha, ship toàn quốc và ship tận nhà. Của anh em cứ xem. Hợp ý với anh em gọi điện trực tiếp hay kết bạn thông qua số Zalo. Điện số điện thoại của này số Zalo thì Bảo Xe Tờ Thi luôn điện trên màn hình. Zalo cái này của anh em giá 3,8 triệu. Bao ship cả cây cả chậu, ship tận nhà, ship toàn quốc nha. Cây cũng khá là ok rồi của anh em ơi. Rồi 3,8 triệu bao ship. Rồi tiếp theo Zalo của anh em một cây cốc nha của anh em, một cây cốc Thái nha. Một cây cốc Thái cây rin luôn. Cây này già chắc chúa luôn anh em ơi, già trắng da luôn. Một cây cốc Thái cây rinh nha. Rồi để chỉnh camera của anh em xem cho tổng hết được cái cây. Một cây cốc Thái nha anh em, cốc Thái nha. Cây nó rất là già luôn. Già trắng da luôn. Ok, rất là nghệ thuật, rất khéo. Một cây cốc Thái chúng ta đợi hoa trái nữa thì nó đeo trái nữa thì nó tuyệt vời. Một cây hay lắm, cây khá hay lắm. Cái đường co lách. Một cái cây cốc rinh mà nó lách cái đường thân nó rất là duyên cây. Rồi cái đây là thông số này. Thông số tại vị trí này của anh em ơi. Tại vị trí này nó được là 15 nha. Cái trên này nó có cái cục nu nè. Cái cục nu này nó được cục nu được 22. Tổng cao đi, tổng cao khoảng 30 nha. Tán thì còn tầm khoảng 30. Chậu này chậu vuông, mạch bộn, kích thước vuông 16, chiều cao 13. Cây hay lắm của anh em. Cái này giao lưu của anh em giá 2,7 triệu của anh em, 2,7 triệu nha. Đây này của anh em xem một cây cây cốc Thái mà cây rinh này, nó già chát chúa luôn, trắng da luôn này. Đây nó muốn đâm rỡ ra luôn của anh em. Những cái mục nhọn này nó gai nu này, cái này nó gai nu này. Đường thân lách lượng rất là đẹp, 2,7 triệu bao ship cho cây này. Nó xứng đáng được của anh em ta sưu tầm. Ở dòng cây cốc Thái mà cây rinh là nuôi ra được cái cây mà nó già như này cũng rất là lâu. Bảo Xe Tờ Thi giao lưu của anh em giá 2,7 triệu bao ship cả cây cả chậu, ship tận nhà, ship toàn quốc. Bữa em hợp ý thì alo trực tiếp hoặc gọi hoặc kết bạn thông qua số Zalo Bảo Xe Tờ Thi để trên màn hình. Một cây cốc Thái rin rồi 2,7 triệu bao ship. Rồi tiếp tục giao lưu của anh em mà dựng dòng cây khai thác. Hôm nay giới thiệu của anh em một cây Hải Châu hàng bưng bê mà cà phê. Cây rất là chất lượng của anh em. Cây này rất là già. Một cái cây thành phẩm rồi.
một cây thành phẩm rồi, chỉ cần ok lắm. Một cây dáng hình thú giống con bò ngựa của em, giống con bò ngựa. Cái này giao lưu của em giá 5,3 triệu của em ơi, 5,3 triệu bao ship cả cây cả chậu nha. Cây nó một cây mini nhưng mà cái hàng này chất lượng rồi, cây có thành phẩm rồi, nuôi rất là lâu năm. Một cây hải châu rất đẹp, 5,3 triệu của em, 5,3 triệu bao ship. Rồi thông số, thì hoành nó được 9 cm của em, chiều cao tính từ mặt chậu lên là được 30 nha. Phủ tán, khoảng 35. Chậu này là chậu cũng xịn nè, kích thước 26 vuông, chậu Nhật 26, ngang là 19 và cao là 6,5 phân nha. Bữa nay em xem cái bộ chân nó này, bộ chân nó cực kỳ quái luôn. Giao lưu của em đi giá 5,3 triệu bao ship, đẹp lắm của em, rất là quái coi, chỉ cần này, bữa nay em thấy không? Chỉ cần là hoàn thiện rồi nha. Cái này chúng ta nuôi cứ như thế này chúng ta chơi, đẹp lắm. Cây này nhìn thật thực tế nó còn đẹp hơn trên, video của em. Một cây thành phẩm rồi, 5,3 triệu của em, 5,3 triệu bao ship cả cây cả chậu. Của em cứ xem hợp ý thì alo trực tiếp hay cả kết bạn thông qua số Zalo, số điện thoại của em là số Zalo, alo xem thì luôn để trên màn hình. Một cây hải châu mini, hàng rất là chất lượng. Rồi 5,3 triệu bao ship. Rồi tiếp tục giao lưu của em một số cây hải châu của em. Rồi giới thiệu với em một cây hải châu tầm trung nha. Cây này khoảng 2 người bê của em, 1 người bê rất là nặng. Cây này hàng hàng lũa nha. Và những cây này của em nào yêu thích lũa thì chúng ta mới chơi dễ chơi cái cây này nha của em. Cây này cũng hết một trái rồi của em, còn mấy trái lác đác thôi, còn một vài trái lác đác. Cây này cũng tương đối ok rồi, già cây rồi. Cây này tầm trung này, khoảng 2 người bê, thông số cũng khá là lớn nha. Rồi để đo thông số của anh em tham khảo, cây này hoành bể cũng khá là lớn của anh em ạ, hoành bể cũng khá là lớn á, hoành bể tại vị trí đo nó 55 nha, 55. Đó, chiều cao tính từ mặt chậu lên thì nó tầm khoảng cũng 55 luôn của anh em. 8 là hơi lớn này, 8 thì cũng khá lớn nha, 8 có 80 rồi, tao 8-80 mọi chậu này. Ô van kích thước là kích thước của bì là tới 50 á. Và chiều cao thì 15 phân. Đây là một cây hàng tầm trung nha quý anh em. Cây của anh em xem phần lũa đó. Trong những cái cây này thì quý anh em phải thích chơi lũa thì chúng ta mới dễ giao lưu cả này. Hàng lũa rừng nha, hàng xanh rừng nha quý anh em. Cây thì còn có lác đác một vài trái thôi, chung là cũng hết mùa rồi, còn một vài trái lác đác này, một vài trái lác đác của em rồi. Cây này hy vọng sang năm ra chơi thì mùa trái nó sai hơn. Cây còn có vài trái lác đác đó. Chỉ cần thì cũng già lắm rồi, đây chỉ cần già lắm rồi nha. Cây này giao lưu của em giá 6,5 triệu của em ơi, 6,5 triệu nha. Bao ship, nhưng cây này cái phí ship nó tương đối còn cao tiền đây. Của em nhìn thấy cái phần xương đó này, đây xương này, chung là cây già lắm nha, trái một vài trái còn đeo trên cây đây. 6,5 triệu của em, 6,5 triệu bao ship. Cây này nhìn của em nào có không gian chúng ta chơi trước cây ban công đẹp lắm. Cây nhìn tổng thể từ xa người ta đẹp lắm. Cây nó ấm tàn, nó hoàn thiện rồi, chung là tương đối nó cũng là gọi là thành phẩm đó nè. Ấm tàn nuôi thêm thời gian nữa. Cái ok lắm. Cái này Zalo của anh em sẽ 6,5 triệu nha. Quý anh em cứ hợp ý thì gọi điện trực tiếp hay các bạn thông qua số Zalo. Mình sẽ thì để trên màn hình nha quý anh em. Giá đã bao ship nha. Bao ship cả cây cả chậu. Giá đại biểu bao ship cả cây cả chậu. Rồi tiếp tục giao lưu của anh em những cái dòng cây khai thác. Hôm nay giới thiệu của anh em một cây chiều sưng. Một cây chiều sưng, một cái cây rất là quái cây luôn. Cây rất đẹp của anh em, cây đang cho hoa luôn nha. Những cái cây này nó rất là ngõ thuật. Của anh em chúng ta nghiên cứu những cái cây này về người ta chơi
rất là nghệ thuật, người ta chơi bàn trà, người ta chơi bàn làm việc rất đẹp của anh em ơi. Cây đang cho hoa luôn nha, cây đang cho hoa. Hoa chiều xuân thì nó nở rất là thơm nha, nó nở thường nó thơm vào buổi chiều. Cây được bonsai Santi chỉnh chu rất là kỹ luôn, vô một cái chậu cũng rất là xịn nha. Cái chậu này là chậu xưa em của anh em, cái chậu này là chậu xưa nha. Rồi đo thông số quanh cái củ đi, đo cái củ này. Cái củ là được 24 nha của anh em, củ được 24, chiều cao tổng thể là 32, và tính cái chậu này là phủ bi là 27 nha, chiều cao của chậu là 8 cm. Cây cực kỳ quái luôn, cây rất đẹp của anh em. Của anh em nào yêu nghệ thuật, ta chơi cái cây này xứng đáng nha của anh em. Cái này giao lưu của anh em giá 2 triệu nha, 2 triệu bao ship cả cây cả chậu. Cái chậu này trị giá 600-700 nghìn rồi của anh em ơi. Cái chậu xưa rất là đẹp, 2 triệu của anh em, 2 triệu bao ship, rất là tuyệt vời. Cây này xứng đáng để ông ta nghiên cứu, ông ta chơi bàn trà. 2 triệu bao ship cả cây cả chậu, đẹp lắm của anh em. Những cái cây này người ta chơi nghệ thuật, của anh em là yêu thích cái nghệ thuật và người ta chơi những cây này hoa rất là thơm. Rồi 2 triệu bao ship cả cây cả chậu.